Xin chào bà con nhé. Vâng, em đang quay cho bà con xem đó là sản phẩm này, máng ăn cho lợn con nhé. Vâng, hàng thì có kích thước là dài 1,2 mét. Được chia làm 20 ô, hai bên, mỗi bên 10 ô nhé. Inox toàn phần này. Đấy, máng chuyên dùng cho lợn con từ 15kg trở về nhé. Sử dụng hiệu quả, giá hợp lý. Quý anh chị, quý bà con ai có nhu cầu về máng tập ăn cho heo này, liên hệ trực tiếp qua số 0973 143 996 nhé. Vâng, bên em là đơn vị sản xuất cung cấp chỉ lẻ toàn quốc nhé. Bà con có nhu cầu mua hàng thì vui lòng để lại số điện thoại, bên em sẽ tư vấn. Rất mong được sự ủng hộ của quý khách hàng gần xa. Ngoài ra thì bên em cung cấp tất cả các trang thiết bị, quạt hút công nghiệp, tấm nằm mát, bạt trần chống nóng, tấm lót sàn. Vâng, xỉ lẻ toàn Việt Nam nhé. Xin cảm ơn bà con.